một liều thuốc độc để tử hình Trương Mỹ Lan tốn hết bao nhiêu tiền. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, trước đây dư luận không ít lần thắc mắc, không hiểu động cơ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát là gì. Khi muốn khiến thị trường địa ốc sốc với những thông tin thâu tóm đất vàng, tạo lập các siêu thị, dự án rồi trùm mền. Giờ đây, bức màn bí ẩn của đế chế Vạn Thịnh Phát đã được vén lên và tất nhiên khi mọi việc được đưa ra ánh sáng thì cũng là lúc bà trùm Trương Mỹ Lan phải trả một cái giá cực đắt. Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, Vạn Thịnh Phát Holding Group, thuộc sở hữu của gia đình họ Trương do nữ đại gia Trương Mỹ Lan làm chủ tịch, được mệnh danh là một trong những công ty gia đình giàu bậc nhất tại Việt Nam. Tập đoàn này được biết đến là một doanh nghiệp sở hữu nhiều dự án lớn trên đất vàng ở thành phố Hồ Chí Minh thông qua các thương vụ mua bán và sáp nhập. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nắm trực tiếp hoặc gián tiếp nhiều cao ốc ở những vị trí đắc địa ở khu trung tâm và các quận, huyện ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2015, tập đoàn này đã bỏ ra hơn 700 tỷ đồng, tương đương 35 triệu đô la Mỹ, để mua lại căn biệt thự cổ từ thời Pháp ở trung tâm quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự xây dựng trên khu đất 2.819,5m2 nằm góc giao lộ Võ Văn Tần, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thị Diệu. Cũng trong năm này, Vạn Thịnh Phát mua lại chung cư Thuận Kiều Plaza quận 5 với diện tích xây dựng khoảng 100.000m2, có 3 tòa nhà cao 33 tầng với hàng trăm căn hộ nhà ở, phòng chức năng bị bỏ hoang nhiều năm nay. Ngoài các dự án nằm trên đất vàng, tháng 4 năm 2016, Vạn Thịnh Phát cũng đã khởi công xây dựng dự án Sài Gòn Peninsula, hay còn được gọi là Mũi Đèn Đỏ ở quận 7, với tổng diện tích 118 hectare, bao gồm công viên đa chức năng, bến cảng du thuyền quốc tế, văn phòng, khu biệt thự, căn hộ, khách sạn. Vốn đầu tư được công bố thời điểm mới ra mắt là 6 tỷ USD, rồi sau đó dự án này lại án binh bất động. Một trong những đặc điểm chung hiếm hoi của các công ty trong hệ thống Vạn Thịnh Phát là hầu hết đều có quy mô vốn điều lệ rất lớn, từ vài ngàn đến vài chục ngàn tỷ đồng. Từ năm 1991, bà Trương Mỹ Lan thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát với vốn điều lệ 34,8 triệu USD. Năm 2007, sau khi chuyển thành công ty cổ phần, doanh nghiệp tăng vốn lên 6.000 tỷ đồng. Trong đó, bà Lan nắm cổ phần chi phối 80%. Từ đây, dưới sự dẫn dắt của bà Lan, tập đoàn này phát triển ra vô số dự án lớn trong hệ sinh thái của mình thông qua một loạt công ty con. Sau 30 năm thành lập, từ một công ty kinh doanh thương nghiệp chủ yếu đã phát triển thành công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát đa ngành, trong đó thế mạnh là bất động sản, với quy mô vốn điều lệ gần 550 triệu USD. Bí quyết làm giàu của đại gia Trương Mỹ Lan. Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Trương Mỹ Lan là chủ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bao gồm một tập hợp các công ty con, công ty liên kết như Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản, Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square. Với chủ trương lợi dụng hoạt động của ngân hàng để huy động nguồn vốn khổng lồ đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tập đoàn và các công ty kể trên, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân bằng việc mua, sở hữu phần lớn cổ phần của các ngân hàng này để thao túng hoạt động của các ngân hàng này phục vụ cho mục đích cá nhân. Trong đó, từ tháng 12 năm 2011, bằng hình thức nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần, Trương Mỹ Lan đã nắm giữ 81,43% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn cũ dưới tên của 32 cổ đông, 98,74% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa dưới tên của 36 cổ đông và 80,46% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất dưới tên của 24 cổ đông. Sau khi ba ngân hàng này được hợp nhất vào ngày 1 tháng 1 năm 2012, với tên gọi là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan tiếp tục nhờ 73 cổ đông đứng tên sở hữu 85,606% cổ phần của Ngân hàng SCB, đồng thời tiếp tục mua và sử dụng cá nhân đứng tên cổ phần Ngân hàng SCB để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng này lên 91,545% vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tính đến tháng 10 năm 2022,
ngân hàng SCB có vốn điều lệ trên 15.231 tỷ đồng, tương ứng 1 tỷ 523 triệu 168.810 cổ phần, với tổng số 4.129 cổ đông được ngân hàng nhà nước công nhận, trong đó Trương Mỹ Lan đã chiếm 91,536% vốn điều lệ, do 27 pháp nhân cá nhân đứng tên giúp, trong khi bản thân bà Lan chỉ trực tiếp đứng tên sở hữu 4,982% vốn điều lệ. Tài liệu điều tra xác định, các cá nhân và đại diện các tổ chức này, trừ các pháp nhân nước ngoài đã liên hệ nhưng không đến làm việc, đều khai đứng tên cổ phần cho Trương Mỹ Lan. Với việc sở hữu, nắm quyền chi phối số cổ phần ngân hàng SCB nêu trên, Trương Mỹ Lan đã đưa người của mình hoặc sử dụng các cá nhân Lan tin tưởng thân tín, đều là những người có trình độ hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nghe theo chỉ đạo của Lan vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB, trả mức lương cao cho họ từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng, như hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng ban kiểm soát để sử dụng những người này điều hành toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB. Thực tế, các lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng SCB đều do Trương Mỹ Lan tuyển chọn và giao nhiệm vụ, hoặc trước đó là nhân viên dưới quyền của Lan. Bằng cách thâu tóm nắm giữ cổ phần chi phối, điều hành hoạt động thông qua các đối tượng chủ chốt tại SCB, Trương Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng này như một công cụ tài chính để huy động tiền gửi của người dân và các tổ chức, huy động vốn từ các nguồn khác quy định của luật các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, trong hoạt động cho vay, ngân hàng SCB lại chủ yếu phục vụ cho mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan. Ma trận Vạn Thịnh Phát. Để rút tiền từ ngân hàng SCB mà không bị phát hiện, Trương Mỹ Lan đã sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi. Trước tiên bằng hệ thống các loại công ty có mối quan hệ chằng chịt. Kỳ thực, đều do một tay bà chi phối theo mục đích riêng của bản thân. Theo bản kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát được xây dựng và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và thường không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trụ sở tại số 193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn. Quá trình hoạt động, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp, gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật hoặc là người có quan hệ họ hàng, cán bộ, công nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát được chia làm 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau gồm 1. Nhóm định chế tài chính tại Việt Nam gồm SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Việt Vĩnh Phú, gọi tắt là Công ty Việt Vĩnh Phú. Trong đó SCB có vai trò đặc biệt quan trọng, được sử dụng như một công vụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. 2. Nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, phần lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, đều là công ty có vốn điều lệ lớn, nắm cổ phần chi phối các công ty con, công ty thành viên như Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng. 3. Nhóm các công ty gọi là công ty ma tại Việt Nam, được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác thi công. Trương Mỹ Lan còn xây dựng mạng lưới nhiều công ty vỏ bọc tại nước ngoài, tại các vùng lãnh thổ quốc gia thiên đường thuế, phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài hoặc sử dụng danh nghĩa nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, có nhiệm vụ quản lý nguồn vốn tài sản của gia đình Trương Mỹ Lan tại nước ngoài. Với phương thức này, kết quả điều tra xác định Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhóm đối tượng tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập, nhận chuyển nhượng, sử dụng hàng ngàn pháp nhân để đứng tên khoản vay, chuyển, nhận tiền từ nước ngoài, phát hành trái phiếu, đứng tên dự án, cơ cấu lại sở hữu cổ phần giữa các công ty, chuyển nhượng cổ phần, tài sản cho các cá nhân theo mục đích của Trương Mỹ Lan và đồng phạm, như chuyển nhượng nhiều lần để nâng giá trị tài sản, hoặc chuyển nhượng để lập phương án rút tiền ra khỏi ngân hàng SCB. Trong đó có một số lượng lớn công ty ma được thành lập không có hoạt động kinh doanh, mà chỉ để đứng tên khoản vay tại ngân hàng SCB,
lập các phương án vay vốn khống, hợp thức hóa rút tiền ngân hàng SCB để Lan sử dụng. Kết quả điều tra xác định, Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của ngân hàng SCB. Số tiền này đến nay ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh số tiền lãi hơn 129.372 tỷ đồng. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư thông qua phát hành trái phiếu. Và mọi việc chỉ sáng tỏ khi vào ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 86 bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức liên quan. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình. Hình phạt tổng hợp của ba tội là vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham ô tài sản và đưa hối lộ. 85 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân. Về phần dân sự, hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, tương đương với 673.849 tỷ đồng. Về án phí, tòa tuyên, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu hơn 673 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm. Tử hình là một hình phạt đặc biệt nặng trong pháp luật hình sự dành cho những loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, thuộc một trong các nhóm tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác. Tử hình tức là hình phạt tước bỏ quyền sống của người bị kết án, là một hình phạt răn đe phòng ngừa người bị kết án phạm tội nghiêm trọng, cũng như ngăn ngừa người khác phạm tội. Đây chính là mục đích cuối cùng mà hình phạt nghiêm khắc triệt để này hướng đến. Hình phạt tử hình sẽ chỉ áp dụng cho các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, mà loại tội phạm này có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn. Mức án cao của tội ấy là 15 năm tù cho đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. 18 loại tội phạm có áp dụng hình phạt tử hình mà Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi và bổ sung năm 2017 hiện hành quy định đó là tội phản bội tổ quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội gián điệp, tội bạo loạn, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tội sát hại người, tội làm nhục, tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, tội sản xuất trái phép chất cấm, tội tàng trữ trái phép chất cấm, tội vận chuyển trái phép chất cấm, tội khủng bố, tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ, tội phá hoại hòa bình gây chiến tranh xâm lược, tội chống loài người, tội phạm chiến tranh. Đó là 18 loại tội có áp dụng hình phạt tử hình trong trường hợp phạm tội với các tình tiết tăng nặng, nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có những trường hợp không thể áp dụng hình phạt tử hình, đó là phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên, người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ, mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. Với những trường hợp trên, thì dù người phạm tội có thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp tử hình đi chăng nữa, thì tòa án cũng không thể kết án hình sự trong trường hợp này được. Tử hình là một hình thức vô cùng khắc nghiệt, đau đớn và nặng nề. Do vậy, việc nhà nước áp dụng hình phạt tử hình được tiến hành bằng việc tiêm thuốc độc cho người bị kết án tử hình là một hình thức phạt rất nhân đạo, khoan hồng trong chính sách quản lý nhà nước đối với người phạm tội nguy hiểm cho xã hội. Đây là một trong những hình thức tử hình được pháp luật cho phép làm giảm thiểu cơn đau, thậm chí là không hề đau đớn đối với người phạm tội, cũng như là thân nhân của người phạm tội. Bên cạnh đó, với hình thức này, thì nhân thân của người phạm tội sẽ nhận được thi thể của phạm tội còn nguyên vẹn, cũng như tránh gây đau thương cho người còn sống. Thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình sẽ bao gồm thuốc làm mất tri giác, thuốc làm liệt hệ vận động, thuốc làm ngừng hoạt động của tim. Một liều thuốc được tiêm vào cơ thể người phạm tội sẽ bao gồm 3 loại thuốc trên. Thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình phải được Hội đồng thi hành án tử hình kiểm tra, mở niêm phong và lập biên bản theo quy định. Khi tiến hành hình thức tử hình theo cách này,
thì trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ sẽ kèm theo. Giường nằm có đai dùng để cố định người bị thi hành án, máy tiêm thuốc tự động có ấn nút điều khiển, máy kiểm tra nhịp đập của tim, màn hình và các thiết bị theo dõi kiểm tra quá trình thi hành án, các dụng cụ và trang thiết bị khác phục vụ cho thi hành án. Vì những mặt tốt mà hình thức này đem lại, nên chi phí để tiến hành biện pháp thi hành án hình sự này cũng rất đắt đỏ, tốn kém nguồn ngân sách của nhà nước. Trước khi tiến hành thi hành án hình sự, đối với hình phạt tử hình bằng thuốc độc, thì hội đồng thi hành án tử hình phải kiểm tra danh bản, chỉ bản, hồ sơ lý lịch của người chấp hành án tử hình. Trường hợp người chấp hành án là nữ, thì hội đồng phải kiểm tra các tài liệu liên quan đến điều kiện không thi hành án tử hình. Trước khi bị đưa ra thi hành án tử hình, người chấp hành án sẽ được ăn uống, viết thư, ghi âm lời nói cuối cùng, gửi lại thân nhân. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu sẽ thông báo cho thân nhân của người đã bị thi hành án biết. Quy trình thực hiện thi hành án tử hình sẽ được thực hiện theo các trình tự quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4, điều 82 Luật thi hành án hình sự năm 2019. Còn quy trình thực hiện việc tiêm thuốc diễn ra bởi cán bộ trực tiếp thi hành án tử hình chịu trách nhiệm thực hiện các bước sau đây. Chuẩn bị đủ 3 liều thuốc, trong đó có 2 liều dự phòng. Xác định tĩnh mạch để thực hiện tiêm. Trường hợp không xác định được tĩnh mạch thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để yêu cầu bác sĩ hỗ trợ xác định tĩnh mạch. Đưa kim tiêm đã nối sẵn với ống truyền thuốc vào tĩnh mạch đã được xác định theo quy trình. Bước 1. Tiêm thuốc làm mất tri giác. Sau khi tiêm thuốc xong, cán bộ chuyên môn thực hiện thi hành án tử hình phải tiến hành kiểm tra. Nếu người bị thi hành án tử hình chưa mất tri giác, thì tiếp tục tiêm thuốc cho đến khi họ mất tri giác. Bước 2. Tiêm thuốc làm liệt hệ vận động. Bước 3. Tiêm thuốc làm ngừng hoạt động của tim. Sau đó kiểm tra hoạt động tim của người bị thi hành án tử hình qua máy điện tâm đồ. Trường hợp sau 10 phút mà người bị thi hành án tử hình chưa chết, cán bộ kiểm tra phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để ra lệnh sử dụng thuốc dự phòng. Mỗi lần tiêm thuốc sau 10 phút mà người bị thi hành án tử hình chưa chết, cán bộ kiểm tra phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để ra lệnh tiếp tục sử dụng liều thuốc dự phòng tiêm lần thứ 2, thứ 3. Trường hợp tiêm hết liều thuốc thứ 3 sau 10 phút mà người bị thi hành án chưa chết, thì đội trưởng đội thi hành án phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình ra quyết định tạm dừng thi hành án. Trong đó, việc thực hiện các bước theo quy định có thể được tiến hành theo phương pháp tự động hoặc trực tiếp. Sau khi tiêm thuốc xong, theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình, bác sĩ pháp y tiến hành kiểm tra, xác định tình trạng của người bị thi hành án tử hình và báo cáo kết quả cho hội đồng. Sau khi bác sĩ pháp y kết luận người bị thi hành án tử hình đã chết, theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ thi hành án tử hình ngừng truyền và đưa kim tiêm, đường ống dẫn ra khỏi người bị thi hành án tử hình. Hội đồng thi hành án tử hình lập biên bản theo quy định về việc người bị thi hành án đã tắt thở. Chi phí để tiến hành một tiến trình thi hành án tử hình bằng thuốc độc khá đắt đỏ, tốn kém. Theo báo chí liên quan đến chính trị pháp luật đưa tin, thì cán bộ có đưa ra mức chi phí của việc tử hình theo hình thức tiêm thuốc độc sẽ rơi vào tầm 180 triệu đến 300 triệu cho một lần. Kinh phí này bao gồm kinh phí mua thuốc tiêm phục vụ cho thi hành án tử hình và bảo đảm cho thi hành án tử hình do ngân sách nhà nước cấp trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gọi chung là Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự quân khu và tương đương, gọi chung là cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu sẽ có trách nhiệm chi trả bồi dưỡng cho những người tham gia thi hành án tử hình như sau. Người tham gia đội thi hành án tử hình được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 3 lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với một người và nghỉ dưỡng 10 ngày theo quy định chung về chế độ nghỉ dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ, công an nhân dân, quân đội nhân dân. Người tham gia hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ quản sao, người ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, phiên dịch, thực hiện lăng tay người bị thi hành án tử hình, khâm liệm, mai táng tử thi được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng một lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với một người. Người tham gia đảm bảo an ninh trật tự,
đại diện Ủy ban Nhân dân cấp xã, điều tra viên được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng nửa mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với một người. Bên cạnh đó, sẽ chi trả chi phí mai táng người bị thi hành án tử hình bao gồm một quan tài bằng gỗ, một bộ quần áo, 4 mét vải liệm, hương, nến, rượu, cồn để làm vệ sinh khi liệm tử thi và các chi phí mai táng khác. Hiện nay, pháp luật hiện hành quy định, thân nhân của người thi hành án tử hình hoàn toàn có quyền được nhận tử thi của người thi hành án tử hình bằng việc tiêm thuốc độc. Nhận tử thi hài cốt là việc thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người chấp hành án phạt tử hình theo hình thức tiêm thuốc độc, làm đơn có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú, gửi chánh án tòa án đã xét xử sơ thẩm, đề nghị giải quyết cho nhận tử thi hài cốt của người chấp hành án để an táng. Về thủ tục để xin nhận tử thi được thực hiện bằng cách như sau. 1. Đơn xin nhận tử thi. Tại Điều 13 Thông tư số 02/2020, Thông tư liên tịch của các bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, quy định về việc làm đơn xin nhận tử thi, tro cốt và hài cốt như sau. Đơn xin nhận tử thi, tro cốt, hài cốt được thực hiện theo các mẫu số 01, 02 và 03, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020, Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trường hợp người bị thi hành án tử hình là người Việt Nam, thì việc thông báo làm đơn xin nhận tử thi tro cốt thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 83 Luật thi hành án hình sự. Trường hợp người bị thi hành án tử hình là người nước ngoài, thì chánh án tòa án ra quyết định thi hành án thông báo bằng văn bản cho Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan khác được Bộ Ngoại giao ủy quyền để đề nghị cơ quan đại diện của nước mà người bị thi hành án tử hình mang quốc tịch liên hệ với thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người nước ngoài bị thi hành án tử hình biết để làm đơn xin nhận tử thi tro cốt. Thông báo nêu rõ nhân thân, nơi quản lý giam giữ người bị thi hành án tử hình, địa chỉ liên lạc, các tài liệu liên quan và ấn định thời hạn trả lời. Sau khi chánh án tòa án đã ra thông báo mà không nhận được đơn xin nhận tử thi tro cốt của thân nhân, người đại diện hợp pháp hoặc văn bản trả lời của cơ quan đại diện của nước mà người bị thi hành án tử hình mang quốc tịch, thì coi như thân nhân, người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình từ chối nhận tử thi tro cốt. 2. Thủ tục nhận tử thi của người bị thi hành án tử hình. Căn cứ Điều 83 Luật thi hành án hình sự năm 2019, quy định về việc giải quyết việc xin nhận tử thi, tro cốt và hài cốt của người bị thi hành án tử hình như sau. Bước 1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thi hành án tử hình, chánh án tòa án đã ra quyết định thi hành án phải thông báo cho thân nhân hoặc người đại diện của người bị thi hành án tử hình biết để làm đơn xin nhận tử thi của người đã bị thi hành án tử hình. Bước 2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo đơn xin nhận tử thi của người bị thi hành án tử hình phải được gửi cho chánh án tòa án đã ra thông báo. Đơn xin nhận tử thi về mai táng phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, người nhận tử thi, quan hệ với người bị thi hành án, cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Đơn phải có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. Trường hợp người bị thi hành án tử hình là người nước ngoài, thì đơn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện của nước mà người đó mang quốc tịch và phải được dịch sang tiếng Việt. Bước 3. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn xin nhận tử thi về mai táng của thân nhân hoặc người đại diện của người bị thi hành án tử hình, chánh án tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình phải thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hay không chấp nhận cho nhận tử thi về mai táng. Nếu không chấp nhận cho nhận tử thi về mai táng thì nêu rõ lý do. Bước 4. Trước khi thi hành án tử hình 3 ngày làm việc, chánh án tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thi hành án hình sự, công an cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu biết để giải quyết việc cho nhận tử thi của người đã bị thi hành án tử hình về mai táng hoặc tổ chức việc mai táng người đã bị thi hành án tử hình. Bước 5. Trường hợp chánh án tòa án đã ra quyết định thành lập hội đồng thi hành án tử hình chấp nhận cho nhận tử thi của người đã bị thi hành án tử hình, nhưng trong quá trình triển khai thi hành án tử hình, hội đồng thi hành án tử hình xét thấy
việc cho nhận tử thi không đảm bảo an ninh trật tự thì quyết định không cho nhận và thông báo bằng văn bản cho thân nhân của người đã bị thi hành án tử hình, đồng thời giao cho cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, tổ chức mai táng và báo cáo lại chánh án tòa án đã ra quyết định. Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm thông báo cho người có đơn đề nghị ngay sau khi thi hành án để đến nhận tử thi về mai táng. Trường hợp thân nhân hoặc người đại diện của người bị thi hành án tử hình muốn nhận tro cốt của người bị thi hành án và tự chịu chi phí hỏa táng thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu bàn giao tử thi và hỗ trợ đưa tử thi về nơi hỏa táng. Trường hợp cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu tổ chức việc mai táng người bị thi hành án tử hình thì sau 3 năm kể từ ngày thi hành án, thân nhân hoặc người đại diện của người đã bị thi hành án được làm đơn đề nghị cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi đã thi hành án cho nhận hài cốt. Đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận hài cốt, quan hệ với người đã bị thi hành án, cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Đơn phải có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. Trường hợp người bị thi hành án là người nước ngoài thì đơn đề nghị phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện của nước mà người đó mang quốc tịch và phải được dịch ra tiếng Việt. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm xem xét, giải quyết. Thời gian nhận thi hành án tử hình. Việc giao nhận tử thi của người đã bị thi hành án tử hình phải được thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ khi thông báo và do cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu thực hiện. Việc giao nhận tử thi phải được lập thành văn bản, có chữ ký của bên giao và bên nhận. Hết thời hạn này mà người có đơn đề nghị không đến nhận tử thi, thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm mai táng. Việt Nam là một trong số các nước vẫn áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình, nhằm răn đe, phòng chống tội phạm, loại trừ mối nguy hiểm cho xã hội, người dân. Tuy nhiên, mục đích chính của các hình phạt chính là giáo dục, cải tạo. Do vậy, bên cạnh khung pháp lý cho mỗi tội phạm, pháp luật Việt Nam còn ban hành khung giảm nhẹ hình phạt, trong đó có việc giảm án từ tử hình xuống phạt tù có thời hạn. Việc xóa án tử hình hay thay phạt tù bằng phạt tiền đã được khẳng định rõ trong Nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 của Đảng, chú trọng tài sản tham nhũng, áp dụng chính sách khoan hồng đối với những người phạm tội nhưng có thái độ thành khẩn, đã bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả kinh tế, hợp tác tốt với cơ quan chức năng. Nghị quyết cũng xác định nghiên cứu sửa đổi pháp luật hình sự theo hướng khoan hồng hơn đối với những người đưa hoặc nhận hối lộ nhưng đã tự khai báo và nộp lại tài sản trước khi bị phát hiện, chú trọng tới các chế tài phạt tiền nhằm tăng khả năng thu hồi tài sản tham nhũng. Cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Bộ luật hình sự năm 2015 quy định không áp dụng hoặc không thi hành đối với những đối tượng sau: người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội. Trên thực tế, đã có nhiều bị cáo được hưởng chính sách này, điển hình như bị cáo Lê Văn Luyện trong vụ án tiệm vàng Ngọc Bích phạm tội sát hại người, cướp của, nhưng tại thời điểm phạm tội, bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên đã không bị kết án tử hình. Như vậy, không chỉ người bị kết án tử hình do tham ô tài sản sau khi nộp lại ít nhất 3/4 tài sản hối lộ và tích cực khai báo phối hợp điều tra được giảm án từ tử hình xuống phạt tù có thời hạn, mà nhiều đối tượng khác cũng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, bao gồm phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi. Điều này vừa thể hiện tính nghiêm minh, răn đe, vừa đảm bảo được tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Cơ sở của quy định nộp lại ít nhất 3/4 tài sản mà mình tham ô, nhận hối lộ để xem xét xóa án tử hình xuất phát từ việc người phạm tội mang tính vụ lợi vì yếu tố khắc phục hậu quả thu hồi lại tài sản chiếm đoạt cần được xem là một tình tiết đặc biệt khi thi hành án. Thời gian qua, ở nước ta hạn chế lớn nhất khi xử lý tội phạm kinh tế tham nhũng đó là khắc phục thiệt hại, thu hồi tài sản tham nhũng. Thực tế,
mặc dù kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế có xu hướng tăng dần, chuyển biến tích cực, song số tài sản thu hồi so với bị chiếm đoạt thất thoát vẫn còn thấp. Theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, giai đoạn từ 2012 đến 2022, cơ quan thi hành án dân sự các cấp trong 10 năm qua đã thu hồi 61.000 tỷ đồng, đạt 34,7%. Trong đó, chỉ riêng các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đã thu hồi được gần 50.000 tỷ đồng, đạt 41,3%. Do đó, khuyến khích tội phạm tham nhũng, kinh tế khắc phục hậu quả để tăng tỷ lệ thu hồi tài sản, hạn chế án hình sự là vô cùng cần thiết. Không những vậy, Bộ Luật Hình sự 2015 đã bổ sung trường hợp giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người bị kết án tử hình, được ân giảm, hoặc người bị kết án tử hình thuộc trường hợp quy định tại điểm B hoặc điểm C, khoảng 3 điều 40 của Bộ Luật, thì thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 25 năm. Và dù được giảm nhiều lần, nhưng vẫn phải đảm bảo thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 30 năm, khoảng 6 điều 63. Quy định trên không chỉ thể hiện rõ nỗ lực của Việt Nam trong việc giảm án tử hình, mà còn thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Ở Việt Nam, dù đối tượng là quan chức hay không, khi phạm tội về kinh tế tham nhũng đều khắc phục hậu quả, nộp 3/4 tài sản tham nhũng đều được xem xét để xóa án tử hình thành tù chung thân và giảm án. Trường hợp cựu Tổng Giám đốc Ocean Bank Nguyễn Xuân Sơn là một ví dụ. Ngày 4 tháng 5 năm 2018, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết tuyên phạt y án tử hình với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn với hành vi tham ô 49 tỷ đồng. Nhưng sau đó, gia đình bị cáo Nguyễn Xuân Sơn giao nộp 32 tỷ đồng, khắc phục hơn 3/4 số tiền. Vì vậy, bị cáo Sơn được giảm án xuống mức án chung thân. Điều này cho thấy, không có chuyện nộp 3/4 tài sản là sự ưu ái không công bằng, là tiêu chuẩn kép cho đối tượng quan chức khi phạm tội. Tất cả các bị cáo phạm tội về kinh tế tham nhũng khác đều được hưởng chính sách nhân đạo trên. Ngoài ra, phạt tiền cũng là một hình phạt đối với tội phạm kinh tế tham nhũng. Điều đó đã được quy định trong pháp luật. Do vậy, việc giao nộp 3/4 tài sản tham ô có thể coi là một hình phạt kép thay thế tử hình. Ở nước ta, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi tội phạm phải xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm thấu tình, đạt lý, nhân văn, thuyết phục. Luận điệu cho rằng, quan chức cứ nộp tiền để không tử hình hay pháp luật công lý dành cho quan chức là hoàn toàn sai trái thù địch, thể hiện tư duy thiển cận với mưu đồ xấu nhằm xuyên tạc nền tư pháp của Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe video chia sẻ của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.